Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, lời đầu tiên mình gửi lời chúc đến toàn thể quý vị khán giả thân mến có một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và ngập tràn năng lượng. Vâng, hiện tại thì ngay lúc này thì mình đang có mặt tại Lạng Sơn. Ngày hôm nay là ngày lễ hội các dân tộc vùng Đông Bắc ở đây mọi người ạ. Hôm nay mình về trên này mình tham quan ngày hội ngày hôm nay. Thì ở đây là trước mặt mình đây là những cái khu vực mà các đơn vị của các tỉnh đang được biểu diễn các tiết mục ở trong gian hàng, ở trong quầy của các đơn vị ở đây nhé mọi người nhé. Đó. Ở trong này sở văn hóa đấy. Trong này không gian rất là đẹp nên mọi người nhé. Bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình đi tham quan khu vực ở đây nhé mọi người nhé. Xem một ngày hội ngày hôm nay là có những gì đặc sắc và thú vị, xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình đi. Ở đây đang biểu diễn các tiết mục trang phục của Thái Nguyên này mọi người. Này họ đang thi bên trong. Đây là khu vực ở bên Thái Nguyên. Đó. Thái Nguyên. Sắc màu văn hóa. Ở đây là các cô chú cũng là đồng bào người Tày. Đó. Đây, đây là của Vĩnh Phúc này. Đó. Mình mời tất cả mọi người vào bên trong này nhé, xem là khám phá bên trong này như nào. Đó. Và những bài thức này xin mời các đại biểu sau khi thực hiện nhiệm vụ sẽ quay trở lại, chúng em sẽ có những cái phần chia sẻ, chỉ cần chúng ta ngồi thư giãn, chúng ta sẽ được ngâm chân, chỉ cần chúng ta. Ở đây thì họ đang quảng bá cái sản phẩm của các đơn vị ở đây mọi người ạ. Đó, quảng cáo, quảng bá những cái thương hiệu của vùng quê hương. Ờ, cái này là bên Tuyên Quang đây mọi người ạ. Đó. Rất là đẹp luôn này. Rồi ôi. Đó, các bạn đang chụp ảnh check in. Ở phía bên trong kia xem là mình vào bên trong mình khám phá một chút mọi người nhé. Và trong này xem là trong gian hàng bên trong này. Wow. Quá là hấp dẫn luôn. Ồ, cái mâm siêu to. Đấy, và cũng như là có các bên đài trí truyền hình người ta cũng đang quay nét văn hóa. À, bán túi đi. Để bán túi, túi đeo. Hình ảnh trang phục đẹp quá. Đẹp thế. Đó. Đẹp quá.
Bên này là khu đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đây mọi người ạ. Thì bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình vào bên trong cái không gian ở đây. Đó. Văn hóa. Nhìn những cái hình rất là đẹp và độc đáo. Nhìn những cái hình rất là đẹp luôn mọi người. Công cụ ngày xưa. Phải nửa lít xăng vào nó mới bay được. Đấy rồi. Múa khen. Múa khen. Này hầu như là mình đi Hà Giang Tây Bắc, phía Tây Bắc thì mới thấy múa như này không mọi người ạ. Chóng mặt luôn. À chà. Dẻo quá nhỉ. Siêu nhỉ? Quá giỏi luôn. Ôi. Siêu quá. Siêu quá. À, mọi người đi trải nghiệm ngày hội ngày nay cũng rất là đông mọi người ạ. Thì mình quay, ôi chóng mặt luôn. Tuyệt vời. Tiếp tục rồi. Quay tròn lên. Đó. À, lại tiếp tục. Rất là điêu luyện. Điêu luyện và chuyên nghiệp luôn. Cái này ở Tuyên Quang này. Mình xem này còn say hết. Mình xem còn say nữa. Xem say. Nhưng mà họ quay được nhỉ? Được, quay được. Có thiệt. Mệt. Đó, thế này phải lấy hơi nữa, rất là mệt. Vâng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển đi chỗ khác nhé mọi người nhé. Ở đây mình nhìn thấy là mọi người trưng bày những cái nét văn hóa rất là độc đáo từ những cái từ thời còn xa xưa. Phía bên này thì họ bán những bức tranh đó, bán những bức tranh của những người đồng bào. Đây. Phiên hội đây rất là đông rồi. Này diễn ra từ ngày hôm qua cơ. Nhưng mà nay là ngày thứ hai mình nay mới lên trên này được. Đây là dệt mọi người ạ. Đó. Vẫn còn giữ được cái nét văn hóa rất là độc đáo của ngày xưa.
trong đây là một cái khu tượng trưng cho kiểu như là nhà danh ngày xưa này. Nón mũ rất là nhiều. Đây mình đây tìm một chút đây. Đó. Đang mua trứng, đang mua trứng. Em ạ, nhiều lắm, đông lắm. Ở trong gian hàng. Đây trong gian hàng đấy mọi người ạ. Người xem cũng khá là đông đây nè. Vào hơi chật. Trong này cái gì đấy? Mình đi vào bên trong này nhé mọi người nhé. Trong này là dạt này. Theo dạt. Đó, bên này là theo. Không gian rất là đẹp. Rồi bên này là cái phía trưng bày của Lạng Sơn này mọi người ạ. Na này. Đó. Na, Lạng Sơn. Na núi đá. Khá là đông luôn mọi người. Mình sang đây review này. Đó, như mâm này. Nhìn rất là cuốn hút. Đây những cái quầy bán hàng. Mà mua công cành quá. Rất là dài đấy mọi người. Dọc cái tuyến đường này ở theo bờ sông Kỳ Cùng. Đó. Khoai rồi các kiểu. Em mình đi chuyển xuống đằng bên dưới này một chút nhé. Mọi người cùng theo chân mình đi khám phá. Ở đây những cái quầy bán đồ ăn vặt thôi. Sang cái đầu bên này xem còn có gì thú vị nữa không mọi người nhé. Ui giời, những chai rượu Tây này mọi người. Nhìn này. Rực rỡ chưa. Nay mà trưng bày thì thôi được. Hết, hết ý luôn. Đó. Rất là đẹp. Đây khoai này. Hai rổ khoai rất là to luôn mọi người. Đó. Nhìn cảnh rất là nhộn nhịp và đông đúc. Người người đi hội tham quan khám phá ngày hội ngày hôm nay. Đây này. Cơm liêu. Tiếp tục là tiếp tục gì? Thạch. Thạch thạch thạch. Thạch đen. Này Hà Giang. Này đơn vị Hà Giang. Hà Giang với mọi người. Anh ơi, chúng em đang chuẩn bị chấm điểm gian hàng nhé. Đang chuẩn bị chấm điểm ạ. Chuẩn bị chấm điểm chưa anh? Vâng, đang chuẩn bị ạ. Anh quay nhờ xíu mâm ẩm thực được không? Không được đâu anh ạ. Lát nữa anh đến quay sau thoải mái. Cứ chấm điểm xong là thả cửa luôn.
À lại giạt luôn mọi người. Lia đi, lia thì lia vào trong đi, đừng có hỏi nữa. Đây mọi người thấy mình review một chút này. Đó, rất là đẹp luôn này. Đó. Nhìn setup bộ mâm này rất là uy tín và nhìn quá là hấp dẫn luôn. Rất là nhiều du khách đến tham quan đơn vị của Hà Giang ở đây mọi người. À, trong này là mọi người là vừa chấm điểm xong, bây giờ là đang thưởng thức những cái món ăn đặc sắc ở đây mọi người. Đây là mình review một chút mọi người đang thưởng thức đây này. Rất là ngon và hấp dẫn nha mọi người. Đó. Rất là nhiều món xôi này. Rất là đẹp. Đó, nhìn các bác ăn rất là ngon. Đây là vừa chấm điểm xong đấy nha mọi người nhé. Vừa chấm điểm xong này. Mỗi người thưởng thức một chút xem là cái hương vị ở đây nó như nào. À, xôi hết rồi phải không? Đấy. Hết này mới là tốt. Chơi nhiều này. Mỗi người thưởng thức tí. Đây là cái gì đấy? Bóng à? Bóng này. À, cái quả tung tung ấy. À. Đây cái bộ giạt đây mọi người, cái bộ máy giạt này. Giạt bằng này là bằng giạt bằng thủ công nên là nhìn rất là độc đáo. Đây không gian bên này. Bên này đang chấm điểm. Nếu như mà Du Quýt mà muốn trải nghiệm các hoạt động cùng với bà con dân tộc Cao Lan thì như em có giới thiệu ở bài giới thiệu của em là Du Quýt có thể cùng bà con dân tộc Cao Lan tham gia hái chè, sao chè, đóng gói thành phẩm để tạo ra những cái sản phẩm chè truyền thống là cái thứ nhất. Cái à vâng, đây em đang nói, vâng em xin phép là giới thiệu một chút ở bản bên. Sau nếu như mà quý khách muốn tìm hiểu thêm các điểm du lịch khác thì ví dụ như ở bọn em còn có ở Bắc Giang của chúng em là còn có cái điểm du lịch cộng đồng An Lạc của huyện Sơn Động. Đây cũng là một điểm du lịch rất tiêu biểu và đặc sắc của tỉnh Bắc Giang chúng em. Và đến đây thì du khách có thể tham gia vào các cái điệu hát, tham gia vào các điệu hát then của đồng bào dân tộc nơi đây cùng với bà con và trải nghiệm đây là các cái hoạt động sau khi ngày, mà được chấm điểm xong này cùng với lại bà con thì, mọi người cũng thưởng thức cái này. Tham gia vào lên tham gia cùng với lại bà con hát then này, thử các cái bộ trang phục của đồng bào ở đây để chụp những kiểu ảnh lưu niệm cũng như là hát các cái điệu hát dân tộc ở nơi đây ạ. Xin hết ạ. Cái máy này nhá. Ui giời ơi. Đây, món này mọi người rất là ngon hấp dẫn nhé. Này đúng rồi, có mồi phải có rượu đây nhỉ bác nhỉ. Mồi phải uống rượu. Thì nhộc ông này, ông này. Rất là nhiều món ngon đây.
là hấp dẫn, tuyệt vời. Chất trình. Mấy quan này thời tiết cũng khá là đẹp luôn mọi người. Rồi ok nhé mọi người nha, bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình cũng kết thúc video này và về Lạng Sơn tham quan ngày hội ngày hôm nay. Mọi người xem video cho mình xem một lượt like và cũng như là chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực và để kênh phát triển đến mọi người nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.